Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay Vương giới thiệu cái lô đất là rất đặc biệt mọi người. Suối bao quanh, khoảng tầm 6 đến 70 mét mặt tiền đường bê tông, kèm theo là một cái nhà xây nhỏ, 2 hectare đất, khu dân sinh mọi người nhé, khu khá đông dân sinh, 70 mét mặt bê tông. Cái nhà, giờ Vương sẽ quay cho mọi người xem trên cao trước rồi tí Vương sẽ quay chi tiết dưới đất sau nhé. Như mọi người xa xa nhìn thấy đất đông dân cư. Và lô đất của mình thì ngay khu dân cư này luôn. Trường học từ đây ra trung tâm thị trấn á, chỉ khoảng tầm 10 km. Lô đất này là thuộc xã Đắc Môn, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Như mọi người nhìn thấy suối bao quanh luôn, khoảng tầm 60 đến 6-70 mét, có thể là 80 mét bê tông mình cũng không đo nữa, nhưng mà dài lắm. Có một cái nhà xây nhỏ, suối bao quanh, kèm theo là 2 hectare đất mọi người nhé. Ở cái chỗ mà mình vừa quanh tròn á, ở cái nhà này thì chỉ có là 4 xào mốt thôi. Đường bê tông là nên được thổ cư, mình đã check nhé. Mặt bê tông nên được thổ cư luôn. Còn cái rẫy nó cách cái nhà này khoảng tầm 300 mét. Tí mình sẽ quay cả cây rẫy cho mọi người xem. Cái rẫy là 1 hectare 6 nữa, còn cái nhà này là 4 xào mốt. Suối bao quanh, nói chung là rất đông dân sinh mọi người. Thời tiết thì mát mẻ quanh năm, với cái giá là rất rẻ thôi. Giá như là giá đất trắng, mà lại giờ đây lại có cả nhà cửa mặt tiền bê tông, rồi khu dân sinh, suối bao quanh. Nói chung là cái view rất đẹp mọi người. Suối nó uốn lượn theo đất, mặt bê tông rất dài, có nhà cho mọi người ở. Lại khu vực đông dân sinh thì cái giá này gần như là hiếm có lắm. Đây cũng là quá hạn ngân hàng rồi mọi người nhé, cũng giống như là giá mà thanh lý tài sản thôi. Mình nhắc lại thông tin lô đất nhé. Lô đất này là diện tích thôi từ từ mọi người. Giờ mọi người xem trước cái hình lô đất của 1 hectare 6 này. Đó, nó cách nhà chỉ khoảng tầm 300 mét thôi, có thể là 200 mét, mình không căn nữa. 1 hectare 6 và cái nhà là 461. 1 hectare 6 này thì nó cũng có mặt đường đất khá dài. Đó, phía xa xa là mọi người nhìn thấy cái nhà của mình hồi đấy quay 461 nữa. Cùng một chủ nhé. Ngân hàng thì thanh lý thì cả hai luôn, của một chủ đất. Nhưng mà chủ là vẫn hỗ trợ mình mua bán nha. Có thể qua trực tiếp ngân hàng hoặc qua chủ cũng được. Nhà chỉ cách đất khoảng 300 mét thôi. Nói chung là đất rẫy thì là đất trắng thôi. Trước kia là có cà phê với hoa màu, nhưng bây giờ là coi như đất trắng rồi. Đấy, cái nhà ngay trước mặt mọi người rồi. Nhà 461, suối bao quanh, khoảng tầm 6-70 mét bê tông. Nói chung là cái giá rất rẻ. Lô đất này là diện tích 2 hectare, thuộc xã Đắc Môn, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Sổ đỏ đủ 2 hectare nhé. Huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Ngay khu dân cư mọi người. Nói chung là lô đất này thì mình nghĩ là sẽ bán nhanh thôi. Mọi người liên hệ Vương qua hai số điện thoại trên màn hình. Mọi người liên hệ số đầu mà không được cái là số của Vương xài đấy, thì mọi người liên hệ số dưới nhé. Tại vì Vương bận rộn và nhiều người điện thoại đấy, nhiều nên nhiều lúc là Vương hơi sơ suất, mọi người thông cảm. Như tin nhắn bình luận cũng vậy. Tại vì quá nhiều tin nhắn và Vương quá nhiều việc nên Vương không có trả lời kịp, mọi người thông cảm cho Vương. Đây, khoảng tầm 60 đến 80 mét mặt tiền đường bê tông này, khu dân sinh. Và đặc biệt là mặt tiền bê tông này có thể nên thổ cư nhé, Vương đã check rồi, nên được thổ cư. Hiện tại là 2 hectare, sổ đỏ đủ, cây lâu năm. Nói chung là cái view rất đẹp mọi người. Đây, cái nhà đấy, nhà xây nhỏ đấy mọi người, kèm theo là 2 hectare. Nói chung là cái giá thì rất rẻ rồi. Đường bê tông lớn nhé, suối bao quanh, xã Đắc Môn, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Từ đây mọi người ra cái trường học chỉ khoảng tầm 2 cây số thôi, còn ra đến đường tỉnh lộ lớn á, đường tỉnh lộ gì mình không nhớ nữa, khoảng tầm 5 đến 6 cây. Ra đường quốc lộ trung tâm thị trấn Đắk Min, khoảng tầm 11 đến 12 cây. Quốc lộ 14A ở ngoài đó luôn.
Nói chung là lô đất này Vương nghĩ sẽ bán nhanh nhé. Ai thì nhanh chân thì hoặc là nhanh tay thì nhanh chân thì kịp, chứ không thì Vương nghĩ là Vương mà đã đề đã bán hoặc đã cọc thì mọi người thông cảm cho Vương. Vương không có đăng ảo, hiện tại lô đất này chưa có bán ở thời điểm này. Những cái mặt bê tông rất dài mọi người. Suối thì bao quanh suối chảy nhé, chảy rất mạnh. Mọi người liên hệ Vương qua hai số điện thoại trên màn hình. Xem video nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ Vương. Nhấn đăng ký để Vương có động lực quay thật nhiều video cho mọi người tham khảo. Vương xin cảm ơn mọi người. Mọi người tiếp tục xem video nhé. Video còn rất dài. Vương chỉ biết nói tới đây thôi. Vương không biết nói thêm gì nữa. Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi.